Thành phố Hà Tĩnh, một trong những địa bàn trọng điểm tập trung cao lượng người và phương tiện tham gia giao thông. Công an thành phố cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã tăng cường bám nắm địa bàn, trực 100% quân số để tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông như tốc độ, nồng độ cồn, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận tiện, an toàn. Đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng 100%, trực 100% để phục vụ cho đảm bảo dịp lễ cho người dân và đã phân lịch bố trí tuần tra khép kín địa bàn 24/24, bố trí xử lý và đảm bảo trật tự các tại khu vực các ngã tư, các cung đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai tổ chức quán triệt về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với yêu cầu đặt ra đó là kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương, không để tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy xảy ra. Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, việc tăng cường công tác quản lý hoạt động giao thông vận tải của các bến xe cũng được chú trọng. Bởi trong dịp lễ, nhiều nhà xe thường lợi dụng nhu cầu hành khách tăng cao để chở quá số người quy định hay tự ý tăng giá vé, sang nhượng hành khách, đón trả khách không đúng nơi quy định. Bến xe thành phố Hà Tĩnh thông thường có khoảng 80-90 lượt xe xuất bến. Dịp lễ mùng 2 tháng 9, lượng xe tăng khoảng gần 15%. Để đảm bảo các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị quản lý bến xe chú trọng việc kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm. Bến xe là thực hiện đúng từng cái quy trình, thực hiện cho giải quyết cho xe ra vào bến, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với xe xuất bến, đặc biệt là kiên quyết không cho xuất bến đối với những phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện là không đủ đúng quy định, kiểm tra các cái điều kiện xe ra vào bến, xuất bến, đảm bảo điều kiện an toàn giao thông, trong đó là tập trung vào là như các cái bình chữa cháy, rồi là phù hiệu, lệnh xuất bến, niêm yết giá vé và trang phục, rồi là thẻ lái xe, phụ xe, với hai là các cái chứng chỉ tập huấn, vân vân, thì trong đó là để đảm bảo điều kiện cho người và phương tiện trước khi xuất bến an toàn lưu thông trên mọi tuyến đường. Dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, bên cạnh đó lại là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, lưu lượng người và phương tiện giao thông tăng cao. Nhiều hoạt động hội hè được tổ chức cũng khiến nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông tăng lên. Sự chủ động thực hiện đồng bộ kịp thời các giải pháp của các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ góp phần kiểm soát tốt hơn tình hình và làm giảm thiểu các vụ tai nạn va quệt giao thông. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đó là mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức của mình để có kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn.